Hello, chào chú. Hai. Gì à? Hai cái tay nghề tao. Đâu đấy, cho lấy. Cái tay mới tao dùng. Cho lấy của chú đâu, chú mua đi. Bỏ ra mà nói chú mẹ đấy. Đây, tay nghe hơi bị xin luôn rồi, còn rẻ nữa. Mua của ai? Ô, cháu mua của cô, vừa mua tối hôm qua rồi. Thật thì rẻ tôi chỉ mà không mua. Đây cháu vừa là nhân viên này, tiền giảm 10%. Đấy là cho em còn được đăng ký kênh để giảm 20% nữa. Đấy, không anh nhỉ. Rẻ thế tôi gì mà không mua. Tôi thế nhưng mà tao mà làm cái em rẻ. À bên kia, tai nghe này tốt, nghe tốt. Nhiều người dùng xuống thích, hẹn mai về lại về mua. Về lấy, yeah. 20 bộ nữa sang hàng bạc bán. Dạ, 20 bộ sang hàng bạc kia. Đây, mấy loại này này. Mấy loại này. Cái này để tao bán nhá. Ờ. Cái này để bán. Nhà thiếu gì tay nghe mà lấy ở đây. Lấy cháu luôn 20 bộ. Khải mang ra bố tao nghe ra đấy. Ủi mấy bộ này sướng á, bán đắt hàng. Đồng lắm. 20 bộ gì? Vâng, 20 bộ. Con lấy hết rồi cho bố. 2, 4, 5. Con lấy hết rồi, hết trong đấy con. Trong 30 bộ kia thì để chỗ nào thiếu mang ra nhá. 10 cái rồi. Xong rồi mà. Đánh nữa đi con mang. Nghe loại này vừa rẻ này vừa tốt. Để bên trong. Ừ, nó cẩn thận từ từ to. 10 hộp rồi. Vẫn còn thì mà nó chọn trồng ra đi. Rồi. Cứ mang hết ở trong này, chỗ này có thế nào. 2, 4, 5. 18 hộp. 18 y 12 nhá. Rồi. 4 y 11. Rồi. Nhớ bảo cô Vân ghi vào sổ cho chú nhá. Ok luôn. Thế theo các bạn là tay nghe iPod i12 bên mình đang bán với giá là 300.000 nhá. Nhưng nếu bạn nào chỉ cần đăng ký kênh subscribe cho mình thì mình sẽ giảm cho các bạn 20% các bạn nhá. Chẳng là gì các bạn. Còn mình xin một các bạn gọi nhá. Tốt lắm các bạn ạ. Đang đông khách chờ lấy iPod kìa. Lên lấy gấp. Được. Chú lại mới đặt thêm 200 bộ nữa rồi. Còn kia nó còn 30 bộ nữa. Nhớ chú dặn nhá, lần sau không được để các cửa hàng hết như này nhá. Vâng. Bỏ tai nghe ra. Ai rồi, nghe sướng lắm. Còn đây, anh ơi, chưa nhận được tiền đấy nhá. Nhưng mà nhận được em gọi cho anh vào. Nhớ nhá, bảo còn 5 bộ là phải bảo cho chú để chú cho người mang ra. Okay, để hết cái này người bán hàng không có. Vâng. Bây giờ riêng mày chú mua đây này, chú khuyến mại cho mày thêm 30.000 nữa. Ồ, thế đi. Alo. Chứ quá. Anh gửi rồi. Anh vừa làm số về theo cho em gửi cho anh được gì. Thôi cháu đi đây, đang đông khách đợi. Các bạn nhớ like và chia sẻ cho mình nhá. Thì đăng ký kênh mình sẽ giảm cho các bạn rất chi là nhiều các bạn nhé. Ok chào các bạn. Bố tay, bố.